Quay đi. Có gắn gì à? Bữa đi. Mẹ bữa thế à? Đây, mẹ. Cái gì? Cái gì? Con trai phải xấu trai chứ. Thì xem vợ này. Cùi đấy. Đích ở đâu? Cái gì ở đích cơ? Kìa, quay đi. Đang. Thế thằng này nhìn xấu trai đấy, nhìn mất dạy. Xấu trai nhỉ, nhìn mất dạy. Mất dạy cả con, đừng có thu vào đây. Nó nghe thấy. Nhìn mặt lắm rồi. Ờ, nhìn mặt nó đấm. Mặt chứ lắm. Nó ăn kiêng nữa, bị cứu hậu phường à. Thằng này nhìn mặt được. Chà, bố nhà anh, nuôi anh lớn bằng từng này để. Giọng anh quen. Giọng mẹ cho giỏi. Mẹ buồn lắm rồi. Mẹ buồn vì đang tăng cân như này. Cô béo quá rồi. Nào thì tăng cao huyết áp, là bệnh tim mạch, là bệnh béo phì, nhiều bệnh khác nữa cô. Cho nên là mẹ cái này đóng, cái này đóng có vẻ được hơn. Giọng giống mình kìa. Mất dậy. Tóc lại rẽ vui bữa đấy. Lâu rồi đúng không? Bây giờ mới. Mẹ béo tí cũng được. Mẹ béo tí cũng được. Mẹ mà ốm ra đấy. Mà ốm ra đấy. Bố cứu ai? Anh bệnh ấy. Cơn đùa mẹ đến tôi. Mẹ kia 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 ừ, mặt sâu ấy, tròn tròn, phì phì, lộn lộn. Đây cũng tròn phì nộn, đây cũng tròn phì nộn. Mẹ không tin đi. Diễn giờ này thật kìa. Giờ này cái độ này diễn còn hay hơn. Nhìn ngu ngu người. Anh nhớ bảo mẹ ngu. Chưa được. Không anh mẹ để lấy lòng mẹ. Ờ, lấy lòng mẹ. Em. Đây lần. Anh bựa. Để im đi để em quay. Thu vào rồi hả? Đi chơi cha rồi. Im cho nó thu nó quay đâu mà thả lắm. À, thằng này ví dụ khéo lắm nhỉ? Được rồi. Mẹ xấu thế. Nên đi nhìn xấu. Như bà già. Xem sao. Vậy là từ nay thì... Xinh đấy. Hết rồi.